Xin chào quý vị và các bạn. Loa BIK là một trong những thương hiệu đến từ Nhật Bản. Đây là thương hiệu loa nổi tiếng nhất châu Á và trên toàn thế giới. Việt Nam được biết đến là quốc gia đầu tiên mà BIK đã chọn lựa để giới thiệu những dòng loa dùng trong karaoke. Và cho tới nay, hãng đã cho ra đời gần 20 dòng loa karaoke khác nhau, phù hợp lắp đặt trong mọi không gian và diện tích phòng hát karaoke. Với công nghệ sản xuất loa tiên tiến trên thế giới, cùng với kinh nghiệm trên 50 năm sản xuất các thiết bị âm thanh, những con người kỹ thuật của BIK đã không ngừng nghiên cứu, sáng tạo ra những dòng loa karaoke BIK cao cấp. Và cho đến nay, dòng loa BIK được biết đến là những dòng loa cao cấp dành cho các phòng hát VIP và bộ dàn karaoke cao cấp. Hàng nghìn công trình loa BIK đã được Bảo Châu Elec lắp đặt cho các hộ gia đình trải dài trên đất nước Việt Nam. Mới đây, hãng BIK cũng đã cho ra mắt một số model mới trên thị trường âm thanh với sự đa dạng dành cho người dùng để lựa chọn. Tại Bảo Châu Elec cũng vừa cập bến nhiều dòng loa BIK model mới nhất 2020, loa BIK BQS63, loa BIK BS999X, loa BIK BZS968 và BIK BS998LV. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Như các bạn đã thấy, tất cả các sản phẩm đều được thiết kế bắt mắt, sang trọng hơn với các sản phẩm cùng dòng khác. Các vật liệu tạo nên sản phẩm BIK được lựa chọn một cách tỉ mỉ về các phương diện và được kiểm tra chặt chẽ bởi các chuyên gia nhằm tạo ra sự thích ứng ở mọi điều kiện môi trường khác nhau. Điểm nổi bật ở kiểu dáng là những đường cong tinh tế và hiện đại, màu logo vàng đặc trưng mang đến cảm giác hài hòa ở bất kỳ không gian nào. Lưới bảo vệ loa được làm bằng kim loại chắc chắn giúp bảo vệ loa tốt, kích thước đạt chuẩn, trọng lượng gọn nhẹ. Những sản phẩm loa BIK đều được sản xuất với một tiêu chuẩn về kích thước phù hợp với nhu cầu, mục đích sử dụng khác nhau để có thể lựa chọn kích thước sao cho phù hợp. Mặt khác, trọng lượng của loa thường không lớn, bạn cũng có thể đặt loa vững vàng ở trên tủ hoặc kệ một cách dễ dàng. Loa BIK di chuyển loa cheater sang bên cạnh. Sự di chuyển của loa cheater khiến cho âm thanh phát ra rất đặc biệt, âm thanh được tái tạo một cách sống động và mạnh mẽ. Đặc biệt, các giải tần có thể điều chỉnh cân bằng giúp cho giọng hát vang lên tự nhiên và cắt được những lỗi phô. Nhìn chung, các sản phẩm loa BIK đều có độ thoát tiếng vượt trội hơn hẳn các sản phẩm loa từ các thương hiệu khác. Linh kiện sản xuất tại Nhật Bản, loa BIK với độ tiêu chuẩn cao 100% nguyên liệu được sản xuất từ nhà máy BIK Japan. Các linh kiện loa của BIK đều được sản xuất và lắp ráp tại Nhật Bản, sau đó mới chuyển tới các nhà máy tại Trung Quốc để gia công và thành phẩm, dưới sự giám sát chặt chẽ nghiêm ngặt của hãng. Nhờ đó mà loa BIK có chất lượng rất tốt, tương đương các hàng sản xuất tại Nhật Bản, đặc biệt là bảo hành chính hãng lên tới 3 năm phù hợp với những khách hàng kinh doanh. Chi phí hợp lý, là dòng loa cao cấp chuyên phục vụ những phòng hát gia đình hoặc những cá nhân kinh doanh. Mức giá của loa BIK phù hợp với khả năng và điều kiện kinh tế của đa số người dùng. Với sự đa dạng trong mẫu mã và tùy vào nhu cầu sử dụng của mình, bạn có thể lựa chọn những sản phẩm phù hợp nằm trong chương trình khuyến mãi vàng của Bảo Châu Elec. Các sản phẩm của loa BIK đều được giảm giá sâu như loa BIK BQS63, dòng loa mới nhất bắt 20 năm, phù hợp với karaoke gia đình nghe nhạc trong không gian từ 15 cho đến 20m². Giá bán khuyến mãi là 6.900.000 đồng. Loa BIK BS999X bắt 30 sử dụng tốt trong không gian phòng từ 20 cho đến 30m², giá giảm 40% chỉ còn 10.900.000 đồng. Và còn rất là nhiều những dòng loa khác của BIK như BZS886, BZS8862, BS998X, 998LV và S968 cũng đang được giảm giá cực sâu. Vậy còn chần chờ gì nữa, nếu bạn yêu thích các sản phẩm này, hãy đặt mua ngay để được giá tốt nhất. Chúng tôi sẽ giao hàng toàn quốc, lắp đặt tại nhà cho khách hàng nên bạn yên tâm, dù ở tỉnh thành nào cũng được hỗ trợ tận nơi. Chúng tôi có đính kèm theo đường link chi tiết về các sản phẩm của loa BIK trong phần mô tả bên dưới video, để bạn có thể tiện theo dõi các sản phẩm này cùng rất là nhiều những dòng loa karaoke đẳng cấp khác. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi video này của tôi. Có bất kỳ câu hỏi nào hãy comment ngay bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới tổng đài 1900 0255 để được chúng tôi tư vấn miễn phí những băn khoăn của bạn. Đặc biệt, bạn đừng quên nhấn like cũng như nhấn đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Elec và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất trên kênh YouTube của Bảo Châu Elec nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!